Chỉnh sớ như sau, làm đô bên tay phải, trọng tài xem là ông đô Nguyễn Đình Tân đã nhị thắng hai kèo của giải nhất, và ông đô Phạm Văn Tiệp ở Hà Tây xin theo pháp. Xin mời ông đô làm thủ tục xe lại để thi đấu. Xin mời. Vâng, đây là kèo vật thứ ba của giải nhất diễn ra giữa hai ông đô Nguyễn Đình Tân đã nhị thắng hai kèo và ông đô Phạm Văn Tiệp ở Hà Tây xin theo pháp. Vâng, xin mời bà con cô bác cũng như quý khách thập phương đổ một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ sang đội ạ. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, xin mời em cô. Trên sàn đấu hiện nay đang diễn ra kèo vật thứ ba của giải nhất giữa hai cô Nguyễn Đình Tân ở Vĩnh Phúc đã nhị thắng hai kèo và ông đô Phạm Văn Tiệp ở Hà Tây alo xin theo phá. Vâng, đây là kèo vật thứ ba của giải nhất của chiều ngày hôm nay đang diễn ra giữa hai ông đô Nguyễn Đình Tân ở Vĩnh Phúc đã nhị thắng hai kèo và ông đô Phạm Văn Tiệp ở Hà Tây xin theo phá. Sới để thi đấu. Vâng, xin mời em đô tiếp tục. Vâng, chúng tôi xin được công bố về các giải như sau. Hiện nay là có 4 giải, một giải anh tài, một giải nhất, một giải nhì, một giải ba. Giải anh tài do gia đình nhà bà Liên tài trợ giá 5 triệu đồng. Giải nhất gồm. Vâng, ngoài sới mất rồi, xin mời hai ông đô trở lại giữa sới. Tổng giá trị của các giải là như sau: giải anh tài là 5 triệu đồng và giải nhất cũng là 5 triệu đồng, giải nhì là 4 triệu đồng và giải ba là 3 triệu đồng. Vậy chúng tôi xin được công bố cho toàn thể nhân dân cũng như quý khách thập phương được biết.
tài xế mất rồi. Vâng, xin mời anh rồi, anh tiếp tục. Vâng, đây là kèo vật thứ 3 của giải nhất đang diễn ra giữa hai ông đô Nguyễn Đình Tân ở Vĩnh Phúc đã chỉ thắng hai kèo và ông đô Nguyễn Văn Tiệp ở Hà Tây xin chào pháo. Vâng, sau kèo vật của giải nhất này là xin mời hai ông đô của giải 3. Vâng, mời hai ông đô giải 5. Vâng, bây giờ xin mời hai ông đô của giải 3. Vào sân để thay trang phục để chuẩn bị thi đấu. Đây là kèo vật thứ 3 của giải nhất đang diễn ra giữa hai ông đô Nguyễn Đình Tân ở Vĩnh Phúc đã chỉ thắng hai kèo và ông đô Nguyễn Văn Tiệp ở Hà Tây Hà Nội xin thông báo. Xin mời ông Đô trở lại giữa sới để tiếp tục thi đấu. Vâng, xin mời ông Đô tiếp tục. Tôi xin được công bố kèo vật vừa qua là ông đô Nguyễn Đình Tân ở Vĩnh Phúc đã toàn thắng của giải nhất. Xin mời bà con có mặt cổ một tràng vỗ tay lớn chúc mừng chồng đô. Vâng, xin mời hai ông đô của giải ba trở lại sàn để tiếp tục thi đấu. Tiên của giải nhất đang diễn ra giữa hai ông đô Nguyễn Đình Tân ở Vĩnh Phúc và ông đô Nguyễn Văn Linh ở Sóc Sơn. Hai ông đô cố lên. Thank you.
Vâng, xin bà con cô bác cũng như quý vị thập phương cho một tràng vỗ tay để cổ vũ cho ông Đô. Vâng, xin cảm ơn bà con. Hai ông Đô thật là ngang ngang tài ngang sức. Theo chuyên gia ở bên ngoài đánh giá là ông Đô Nguyễn Đình Tân ở Phúc có phần nhỉnh hơn. Vâng, xin mời ông hai ông Đô trở lại sàn để thi đấu. Vâng, sau cái ông vật của giải nhất, xin mời hai ông Đô của giải hai vào trong ngoài sới rồi, xin mời hai ông Đô trở lại sàn. Vâng, sau cái ông vật này là xin mời hai ông Đô của giải hai trở lại sàn để đấu để thay trang phục để thi đấu. Chiều ngày hôm nay diễn ra giữa hai ông Đô Nguyễn Đình Tân ở Vĩnh Phúc và ông Đô Nguyễn Văn Linh ở Sóc Sơn. Và chúng tôi xin nhắc nhở với các ông Đô là không được khóa hạc và không được bẻ ngón tay. Đấy là những đánh rất nguy hiểm. Vâng, xin mời ông Đô tiếp tục. Vâng, sau keo vật này là xin mời ông Đô Nguyễn Giang Dũng ở Đông Anh đã nhất thắng một keo của giải 2 trở lại sàn đấu để thay trang phục thi đấu đã có ông Đô Hà Quang Thẩm ở Việt Trì Phú Thọ xin theo khóa. Hiệu là ông Đô đã vâng, xin mời hai ông Đô tặng giải nào. Vâng, chúng tôi xin mời hai ông Đô của giải 2. Vâng, xin mời ông Đô giải nhất tiếp tục thi đấu. Đây là kêu vật giải nhất của buổi chiều ngày hôm nay đang diễn ra giữa ông Đô Nguyễn Đình Tân ở Vĩnh Phúc và ông Đô Nguyễn Văn Đinh ở Sóc Sơn. Qua ngoài sớm rồi, xin mời ông Đô trở lại giữa sới. Ngoài sới rồi, xin mời hai ông Đô trở lại sàn để
Gene ở giải ba, đồng đô Hà Di ở đại phượng đã nhất thắng một đeo. Hiện chưa có sân đô nào của người lên xin giao khóa. Bạn tổ chức xin kính mời có sân đô của người lên phá ngay trong không. Alo. Buổi chiều ngày hôm nay đang diễn ra giữa hai đô Nguyễn Đình Tân ở Vĩnh Phúc và đô Nguyễn Văn Đình ở Sóc Sơn. Hai đô gỗ đi, xin mời bà con cô bác cho một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ phong đô. Vâng, xin cảm ơn bà con. Xin công bố kèo vật vừa qua, Nam Đô Nguyễn Đình Tân ở Vĩnh Phúc đã nhất thắng một kèo của giải nhất. Xin mời chính chúc mừng Đô xong qua và con cô bác xong một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng trong Đô. Vâng, xin kính mời Nam Đô của giải ba.